Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Theo yêu cầu của tất cả các bạn thì mình sẽ làm một cái video này hướng dẫn cho các bạn tích hợp tất cả các mạng mà ví chocolate đã hỗ trợ nha các bạn. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp theo là backup 12 chuỗi cụm từ bảo mật trên ví chocolate sang MetaMask để tích hợp tất cả các mạng mà ví chocolate không hỗ trợ nha các bạn. Thì để tích hợp được mạng ví dụ như mạng Phantom hay là mạng EcoChain hay là mạng Avalanche này nọ thì các bạn cần mở địa chỉ ví chocolate của tất cả các bạn ra các bạn. Sau đó các bạn bấm vào một cài đặt này các bạn. Các bạn nhấp vào dấu gạch bên cùng này các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào ba dấu gạch này các bạn. Rồi các bạn bấm hiện các cụm từ khôi phục ví nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào tôi đã hiểu những Google này, các bạn bấm tiếp tục. Thì nó sẽ hiện lên 12 chuỗi cụm từ bảo mật này để cho tất cả các bạn backup mạng tất cả các mạng trên ví chocolate này các bạn. Thì các bạn sao chép nè. Rồi các bạn chữ ra đây các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate của mình lại các bạn. Rồi các bạn bấm vào mũi tên này. Qua một cài đặt này. Bấm vào mũi tên này các bạn. Các bạn bấm vào dấu cộng này. Rồi các bạn bấm vào một tôi đã có ví nha các bạn. Rồi thì ví chocolate hỗ trợ rất là nhiều mạng đó các bạn. Ví dụ như mạng Polygon, Stellar, Tron, Solana, Avalanche, đây này nọ đâu. Thì video này thì các bạn thích cái mạng nào thì các bạn tích hợp vào các bạn. Thì để tích hợp được thì các bạn bấm vào một, mình ví dụ như mình tích hợp mạng Avalanche đi các bạn. Tất cả các mạng khác thì cũng đều cũng tương tự như các bạn. Rồi các bạn dán 12 cho cụm từ bảo mật ra vào đây nè các bạn. Tên thì các bạn tự đặt các bạn. Ví dụ như hôm nay mình tích hợp bằng gì thì các bạn ghi vào đó các bạn. Ví dụ thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào một nhập vào nè. Rồi bấm bấm làm xong. Như vậy thì tất cả các bạn đã có được một cái mạng Avalanche nè các bạn. Địa chỉ nhận, địa chỉ gỡ bên nè. Địa chỉ nhận bên chỗ này nè các bạn. Rồi. Thì mình đã cầm mod thoát ra thì các bạn đã có được một cái mạng đó là Avalanche nha các bạn. Là mạng Avat. Mạng Avat này là trên Avalanche nha các bạn. Rồi. Thì để backup được 12 chuỗi cụm từ bộ mặt này sang với MetaMask nha các bạn. Để các bạn tích hợp những cái mạng mà với chocolate nó không hỗ trợ như ví dụ như là mạng Okachain hay là mạng này mạng nọ các bạn. Rồi bạn bấm vào ba dấu gạch bên cùng nữa các bạn. Các bạn cũng bấm vào hiện cụm từ khôi phục ví nữa. Các bạn chấp nhận điều khoản Google nó nè. Rồi các bạn sao chép 12 chuỗi cụm từ bảo mật này bạn. Rồi sau đó thì các bạn download về một cái app có tên là MetaMask các bạn. Thì bạn mở ra nè các bạn. Một điểm đặc biệt ở dưới MetaMask này là được tích hợp tất cả các mạng luôn các bạn. Rồi các bạn bấm vào một bắt đầu nè. Đây thì nó có cái mục là nhập bằng cụm từ khôi phục ví bí mật nè. Thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Rồi các bạn dán 12 chuỗi cụm từ bảo mật vào đây nè các bạn. Rồi mật khẩu thì các bạn tự đặt nha các bạn. Ví dụ như mình 4 số 1 đi, 5 số 1, 6 số 1 ở cộng đi. Rồi. Rồi các bạn xác nhận mật khẩu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục nhập nha các bạn. Rồi bấm tôi đồng ý. Rồi như vậy thì bạn đã có được một cái ví MetaMask các bạn. Đó là mạng ETH nè các bạn. Thì để tích hợp được mạng thì các bạn nhấp. Tích hợp được tất cả các mạng khác thì các bạn nhấp vào ba dấu gạch cùng nè các bạn. Các bạn bấm vào một cài đặt nha các bạn. Các bạn bấm vào một RPC tùy chỉnh nè các bạn. Rồi các bạn bấm thêm mạng nè các bạn. Thì URL này thì tất cả các mạng thì khi nào mình có làm airdrop thì mình mạng mới thì mình sẽ để cái thông số URL cho tất cả các bạn copy các bạn bắt vào các bạn. Mình ví dụ như tích hợp mạng Okachain đi thì các bạn copy chữ name là OK nè. Bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây nè. URL. Các bạn copy URL này nè. Rồi mã chuỗi. Ví dụ như 66. Ký hiệu là OKT. Ủa? Mà chuỗi về 66 nó đổi là sao ta? Okachain mã chuỗi. Rồi mã chuỗi là 66 đúng không các bạn? Ký hiệu là OKT nè các bạn. Các bạn copy nha các bạn.
bạn dán vào đây nè. Rồi UGL trình khám phá thì các bạn cũng copy vào các bạn. Rồi các bạn bấm thêm thôi các bạn. Rồi như vậy thì các bạn đã có được một cái mạng là OKT nha các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tạo backup với từ dưới chocolate sang với MetaMask đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.